Vâng, xin chào bạn đang theo dõi kênh Ngựa Bạch Sơn Trường nhé. Hôm nay mình đưa một cặp ngựa, một đực một cái lên Hữu Lũng Lạng Sơn nhé. Đấy, đây, bên ngựa mình còn rất nhiều cho các bạn lựa chọn nhé. Hôm nọ hôm qua mình mới về tầm 5-6 con liền. Đây, tha hồ bạn lựa chọn nhé. Đây, mình quay camera sau bạn xem nhé. Đây, ngựa rất nhiều. Đấy, toàn ngựa to thôi, đẹp thôi. Hàng Tapha Đá Lai các bạn nhé. Đấy, hàng siêu mẫu. Được cái tha hồ cho bạn lựa chọn rất nhiều. Đấy, các bạn yêu quý kênh hãy cho mình một like, một chia sẻ, đăng ký kênh nhé. Ngựa mình thả như này rất chi là khỏe mạnh các bạn nhé. Đây ngựa đây. Đấy, trước khi đi về dưới hai em ngựa mang lên Hữu Lũng thì mình giới thiệu qua bên mình có một số sản phẩm từ ngựa nhé. Thịt ngựa cao, ngựa bạch, phổ ngựa bạch, ngâm rong. Đấy, cao ngựa bạch thì có hỗ trợ cân thừa canxi cho người già, trẻ nhỏ và phụ nữ sau sinh nhé. Còn phổ ngựa bạch thì hỗ trợ cho mọi người, mọi lứa tuổi, ho, khò khử, khó thở. Đấy, rất chi là tốt. Đấy, nó như là vị thuốc nam các bạn ạ. Đấy, rất chi là tốt nhá. Ngựa mình rất nhiều. Đấy, đây, mình thả bãi ăn cỏ đây. Sỏi ăn nhưng đừng nói là cỏ nữa. Thấy chưa? Thấy chưa? Bạn ơi. Đấy. Đấy, gặm cỏ rất chi là phàm ăn các bạn nhá. Ngựa mình rất phàm ăn. Cỏ gì cũng ăn. Ngô gì cũng ăn. Đây, dụng cỏ mình đây. Đấy, cỏ xanh mướt đây. Ngày trước trồng ra là thu hoạch được một lứa. Đấy, đây nhá. Còn một số ngựa đây, nên các bạn lựa chọn hàng Tapha Đá Lai nhá. Ở trong ngựa thịt bên mình cũng có nhá bạn nhá. Đấy, ngựa thịt bên mình rất nhiều. Giờ ăn Tết các bạn mua ngựa thì sẽ được chiên một lạng cao nhá. Mỗi một đầu ngựa là được chiên một lạng cao nhá. Đấy, các bạn mua ngựa thịt cũng được chiên một lạng cao về thử. Đấy, đây ngựa, đây ngựa chửa cũng có, ngựa thịt cũng có nhá. Đây em chửa. Chửa, đấy, hàng chửa đây. Từ mới có chửa đến 7-8-9 tháng đều có bạn nhé. Đấy, các bạn có nhu cầu về sản phẩm nào thì các bạn cứ liên hệ bên mình nhé. Số điện thoại để dưới phần mô tả bạn nhé. Đấy, bên mình cho ăn cây ngô. Ngô đây, đấy, ngô rất nhiều. Ngựa thả thoải mái. Ngựa thả thì cho nó rong chơi ở ngoài vườn này nhé. Đây, để hai em trên xe đây nhé. Mình cho ngựa lên xe rồi. Các bạn ấy lúc đóng là ngựa con này, đóng là nó hơi nghịch các bạn nhé. Đây con này. Đấy, hai con này nhé. Đấy, thấy chưa, đây con, đây mấy em nữa, anh em một được một cái về cho bà con làm giống nhé các bạn nhé. Bạn yêu cái kênh hãy cho mình like và chia sẻ, đăng ký kênh nhé. Đóng cửa đây, đây, phát nhé. Vâng, các bạn tiếp tục theo dõi nhé quá trình đưa em ngựa lên Hữu Lũng nào nhé. Ngựa rất chi là khỏe mạnh đấy, thấy chưa, vui đùa chưa, thực vui đùa luôn đấy. Ngựa rất chi là nhiều cho bạn lựa chọn, ok nhé. Ok các bạn nhé, sau khi mà anh đã đến chọn hai em ngựa một đực một cái về làm giống thì bên mình có quà tri ân, quà Tết thì tặng cho anh ấy về bản thân anh dùng hoặc là gia đình anh ấy dùng nhé, bổ sung thêm sức khỏe. Quà là quà ngoài lề các bạn nhé. Đấy, cứ các bạn nào bắt ngựa bên mình là được, cao ngựa bạch chuẩn 100 nguyên chất luôn các bạn nhé. Đấy, sau đây là bên mình thanh toán tiền, ngựa thì đã lên xe rồi thì bên mình sẽ chuyển giao cho anh đấy nhé. Đấy, ok các bạn tiếp tục theo dõi nhé. Thì mua bán cái lỗ lãi như nào thì bên em bán giống thì có quà. Được nhá, được các bạn. Ngựa bạch chuẩn 100% nguyên chất luôn. Về anh dùng hoặc là gia đình dùng cũng được. Trong anh giúp ở đây. Anh ở trên Hữu Lũng Lạng Sơn, anh rất xem qua kênh và anh rất tin tưởng là đã mua hai em ngựa một đực một cái bên mình nhé. Bây giờ anh thanh toán. Thanh toán lọc lá và đã thanh toán thành công bạn nhé. Đợi ra lọc cho anh về chăn nuôi nó thoải mái, trong lớn.
Là mỗi em 100. Được. Bây giờ anh lên xe nhá, lên xe anh taxi. Đây xe đây. Giờ xe này đi trước xe mình nhá, em sẽ đến nơi thì mình sau nhá. Đấy, anh sẽ đi trước. Mời các bạn tiếp tục theo dõi video nhé. Nhưng bây giờ anh em tôi bắt đầu xuất phát nhé. Đấy, từ chỗ nơi xuất từ bến lên ngựa. Bây giờ anh em chúng tôi bắt đầu đi ra. Đấy, đi ra thì đi qua ngày nào cũng đi qua đây. Đi ra ngựa là đi qua đây luôn nhé. Bây giờ chúng em chúng tôi lên xe nhé. Và ra khỏi cổng luôn. Đấy, xe cứ đi trước. Xe cứ đi trước các bạn nhé. Đi trước sẽ dẫn đường anh em chúng tôi. Đấy, bây giờ em các bạn theo dõi nhé. Bây giờ anh em tôi bắt đầu ra khỏi cổng bạn nhé. Đấy, xe đi trước kia. Ngựa trên xe đây. Hai con tafa các bạn nhé. Hai con tafa rất triệt đẹp. Đấy, cũng đẹp luôn. Được một cái cho bà con về chăn nuôi. Đấy, xe 12A kia. Đi trước, xe trắng các bạn nhé. Đấy, các bạn tiếp tục theo dõi nhé. Mình chào bạn nhé. Anh em chúng tôi đã đến gần đến nhà bác khách nhé. Khách chân ngựa. Đây là khu vực xã Hòa Thắng các bạn nhé, thôn voi gì nhỉ, thôn gì nhỉ, thôn gì voi nhỉ, voi xô, thôn voi xô, xã Hòa Thắng. Đấy. Nhà anh lên đây, anh đang ở cổng này đi vào nhé. Nhà anh em tôi bắt đầu quay đầu lùi xe vào chuồng. Xe ra kia nhé, cho xe ra đó. Đến nhà anh đấy, ngồi xuống không? Đấy, để nhau bạn nhé, cho xe đang lùi xe đi vào đây. Vâng. Thôi. Đấy, anh em tôi đang xuống xe bạn nhé. Đấy, cái đèn xanh đèn đỏ đấy là trước chú Long Quân đấy. Sư Ba bên đấy. Ở chỗ đoàn ăn láo đấy. Đấy, đấy, đấy. Sư Ba đấy. Sư Ba thì là dãy trái. Đúng. Và sư đoàn 3. Đúng rồi. Chú Cỏ. Đang lùi xe vào chỗ núng cỏ này cho nó nhảy đỡ êm các bạn nhé. Đấy. Đấy. Cho cỏ đây cho nó. Đây có rất nhiều cỏ cho ngựa ăn rồi. Bây giờ anh em tôi bắt đầu xuống ngựa các bạn nhé. Hàng ngựa rất chia đẹp. Pha lai. Thế nhắm người gì tôi được nhàm nhỉ? Sút thế nào được? Đây, ngựa bắt đầu xuống xe các bạn nhé. Ngựa bạch, chó gần bạch luôn nhé các bạn nhé. Đây, chó bạch. Đấy. Đấy, rất chiều đẹp. Yeah. Đấy. Các bạn nhé, hai em rất chi là tuyệt vời, một được một cái các bạn nhé. Này là xóm
Voi Show đấy, xã Hòa Thắng đấy. Ngạn à, hiện Hữu Lũng Lạng Sơn rất đẹp, đất cỏ đây ăn tha hồ đấy, cỏ đây đấy. Cỏ đây nhá, đây vây hết rồi đi nào được, cái mà được à. Bên kia cũng nhà luôn, nhà đây đổi đây rất là rộng rãi các bạn, cực rộng luôn, nhiều chỗ chăn thì nhiều đổi ngay đây cỏ đấy, cỏ thì nhiều nhưng mà chỉ sợ không ngựa để chăn thôi. Đấy đấy ra con đấy ra, còn nào nữa phách cho phát thì lại vỡ hàm. Đấy, hai em về chủ mới nhá, chúc chủ mới là ngựa là hai em trong lớn nhá. Đấy, chúc cho chủ là ngựa hai em trong lớn. Dạ. Cực chi đó ok luôn. Bây giờ em chúng tôi là vào trong gia chủ nước đấy, thấy chưa ngựa cực đẹp luôn đấy. Đây phong cảnh khu vực Voi Show đây, Hữu Lũng Lạng Sơn đây đấy, xa xa kia là đồi núi dập trùng đấy. Anh có cây ngũ sắc rất là đẹp, để hoa ngũ sắc nhé đấy, chỉ đẹp luôn. Anh chị em nào có nhu cầu hoa ngũ sắc đào mấy cây về. Đây. Đây khu chuồng trại anh đây nhá. Anh nuôi bò à? Nuôi bò, nhiều bò luôn. Đấy. Đấy, thấy chưa? Đấy. Đây có khu nhà nuôi bò đây. Tuyệt vời luôn. Bò to à. Đấy, còn bò 3B này. Úi, thấy chưa? Nhìn thấy mấy quay nhảy tung tơn cả, tung tăng cả. Đấy, nhá, bò cực to luôn. Đấy, anh chăn bò rất chi to nhá. Đây bạn nhá. Đấy, khu vực trang trại nhanh đây. Anh nuôi bò đây. Đấy, chuồng trại bò đây. Rất chi đơn giản. Đây. Đấy, cỏ khắp vườn. Rất nhiều cỏ, chứ không có ngựa cho ngựa để cho ăn cỏ này. Đây, ăn bò cực to. Đấy. Chưa? Bò to chưa? Bò 3B mấy tạ. Đây một con bò con. Bò con lông trắng này, hay nhỉ? Đấy. Sau nó dựng lông trắng bạch luôn. Bò lông trắng ấy. Vâng. Bắn tinh trắng. À, tinh trắng à? Vâng. À, nay mai nó thành chuyển thành màu trắng đúng không? Vâng. Ừ. Sau trắng bạch luôn. Đấy. Đây các bạn nhá. Bạn đang tiếp tục theo dõi nhé. Quá trình giao ngựa anh em bên em chúng tôi. Ngựa thả bên kia. Ra em chúng tôi vào uống nước nhé. Đây, nhà anh đây. Đây. Đơn sơ. Ra ngoài kia là có thú y, nó bán thuốc kia có đầy đủ hết, không thiếu gì hết. Nhà anh ông với tuyến to ấy nhỉ. Giờ này thì anh cứ cho chăn. Hát karaoke đây này, sướng lắm này. Ừ. Buổi tối này thì mình cho nó cứ tầm chiều chiều tối này, hoặc là 4-5 giờ hoặc là 5-6 giờ thì mình cho nó uống nước muối, nước cá. Đấy, ví dụ cắm ngô, cắm gạo, cắm sát. Bò ăn thì mình cho ăn đấy. Có lai để làm gì? Nuôi 2-3 năm nay nó đéo. Nếu mà hàng cái của bò ấy, hoặc hàng cái của trâu, cái càng to để làm gì? Nó đẻ dễ thôi mà nó đẻ ra các con to tướng. Đấy đúng rồi. Kể cả ngựa trâu bò thằng pha là đẻ nó càng to mà. Ngựa thì nó chưa có cái tinh, lấy tinh của bò trâu nên là nhiều lúc là lấy kia nó cũng xác suất nó chỉ được ví 100% chỉ được 90% đấy. Nhờ. Là chưa. Nói ngay như con trâu lấy tinh thì đạt không? Kể cả người bán tinh ra thì dám đạt 50%. Nó không dám khẳng định đâu. Nó dám khẳng định, nó bảo là giỏi lắm, chỉ dám khẳng định đến 50%.
nhưng mà riêng con bò thì nó khoảng 90%. À đúng rồi, con bò nó tính trâu nó để mà ấy thì nhiều khi là dân toàn cho nhảy tự nhiên tính đâu. Đúng rồi, ít khi là có tính trâu á. Ừ. Có ạ, ở đây nó bắn nhà này nhưng mà tỷ lệ nó đạt thấp. Tinh bò này nó là công dụng rồi. Đúng rồi, bò nó là dễ nhất. Ừ. Bò nó cũng có lấy tinh bò mình lợn phụ tinh nhân tạo được. Các bạn nhé, anh em chúng tôi giờ đã đến nhà anh ấy vào uống nước đấy và ngồi nói chuyện cho một thời gian một lúc. Và bây giờ anh em chúng tôi bắt đầu về nhà nhé, bắt đầu ra về đấy, ngựa thả ngoài sau ô tô đây đấy. Ngựa rất ngoan, về ăn khỏe khoạn khỏe mạnh đấy. Mai có thể hết bãi cỏ kia, thả đây nó rũ như hết bãi cỏ. Đấy, hai ngựa này ở lại nhá, ăn uống khỏe mạnh trong lớn. Đấy. Thời gian nữa sinh sản ra gia chủ một em ngựa bạch mới. Đấy, em chúng tôi về nhá. Đấy. Đấy, em chúng tôi về nhá. Ra khỏi cổng. Đây, cái xe bên kia đi. Đấy, xe kia là xe đúc chở. Đầy rất nhiều keo mà ạ, ươm keo, vườn keo ươm. Vâng các bạn nhé, bây giờ là anh em chúng tôi đã về đến nhà. Đấy, ngựa bàn giao xong trên chỗ Hiếu Lũng Lạng Sơn nhé. Đấy, bây giờ hai con nhé, được một cái về cho gia chủ là làm phát triển kinh tế chăn nuôi sinh sản nhé. Đấy, bây giờ đã về nhà đây, bên mình còn rất nhiều ngựa cho bạn lựa chọn. Đây, còn mấy em mới về đây, mấy em mới về rất chi ta pha, rất chi to nhé. Vậy nhé. Đấy. Anh chị em nào mà muốn chăn nuôi ngựa từ giờ ăn Tết, bên mình vẫn tri ân nhé. Từ giờ ăn Tết là một em ngựa là một đặng cao ngựa bạch nhé. Đấy, thấy chưa? Ngựa bên mình đây. Đấy. Bên mình chăn toàn cỏ ngô đây, đúng ngô đây, nhìn thấy chưa? Đấy, đúng ngô. Và ăn thêm phụ cám sát, cám viên thì ăn rất chi là ít. Đấy. Cho dinh dưỡng cho em ấy thôi. Đây phần còn rất nhiều ngựa các bạn này, thấy chưa? Rất nhiều luôn, bạn nhìn xem. Ăn uống khỏe mạnh nhá, đang uống nước đây. Vừa đang uống nước đây này. Đấy, thấy chưa? Uống nước rất chi là ngon lành nhá. Uống nước pha nhá. Các bạn cho uống nước, các bạn pha một ít cám với lại một ít nước muối vào trong xô rồi đổ phớ nhân ăn nhá. Đấy, thấy chưa? Vừa ăn đây. Đấy. Ngựa bên mình đây nhá các bạn nhá. Rất chi là đẹp. Đấy. Anh chị em nào có nhu cầu cứ liên hệ nhá. Để dưới phần mô tả. Vâng, video của mình đây là kết thúc các bạn nhá. Các bạn có nhu cầu liên hệ thì hãy gọi trực tiếp. Số điện thoại để dưới phần mô tả nhé. Đấy. Và bên mình có một số sản phẩm từ ngựa như là thịt ngựa, cao ngựa này, phổ ngựa bạch các bạn ông các bạn nhé. Mà từ giờ đến Tết bên mình có ngựa thương phẩm các bạn nhé. Đấy, các bạn có nhu cầu thịt ngựa này, xay giò nấu cao từ giờ đến Tết là bên mình bây giờ có rất nhiều ngựa các bạn ạ. Mai mình quay trang trại ngựa cho bạn xem thì cho bạn lựa chọn nhé, từ ngựa từ 70 cân, 80 cân, 90 cân đến một tạ thịt. Đấy, các bạn cho tha hồ bạn lựa chọn. Đấy, ngựa giờ thì các bạn đặt lịch đi, từ giờ đến Tết là anh em chúng tôi sẽ lên lịch để đi thịt ngựa xay giò nấu cao cho các bạn nhé. Vâng, video mình đến đây kết thúc nhé. Các bạn yêu quý kênh hãy cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh nhé. Vâng, hẹn gặp lại các bạn ở video sau.